Vẫn như thường lệ mọi người, những đôi bò lại có mặt tại chùa Rô vào Chủ nhật lần này để tiếp tục buổi tập thứ 3 chuẩn bị cho hội đôi bò chùa Rô diễn ra vào ngày 24 tây tháng 9 tới đây nha mọi người. Sức nóng của những buổi tập bò đã khiến cho rất nhiều người có mặt trong sân đôi bò hôm nay, bao gồm có những người yêu thích đôi bò, những người dân địa phương, mà bên cạnh đó còn có cả những người yêu nhiếp ảnh. Và đặc biệt sự có mặt của chú Huỳnh Phúc Hậu trong buổi tập bò hôm nay để thông tin một số thông tin quan trọng thú vị trong lễ hội đua bò chùa Rô sắp tới nha mọi người. Những thông tin này sẽ được mình cung cấp trong phần sau của video clip nha mọi người. Mọi người xem tiếp trong phần tiếp theo của video clip nha. Sau mỗi một cái đợt mà bứt tóc vậy mọi người sẽ thấy bò nó mệt, mọi người có thể nghe được tiếng thở của nó nè mọi người. Đối với những người mà chăm sóc bò đua thì những cái đôi bò đó là một cái tài sản vô giá đối với họ nha. Nếu như mọi người mà thích nuôi chó cưng, mèo cưng thì đó là chỉ là cái thú vui nhỏ thôi. Còn mà thú vui nuôi bò nó hàng trăm triệu nữa đó mọi người. Và nó không được xem như là vật nuôi nha mọi người. Là một tài sản hết sức là quý giá đối với người nuôi mà đối với bò đua này nha. Tính ra là em đua tới cái năm nay là năm thứ mấy rồi? Năm thứ ba. 3 năm rồi ha. Mà hiện tại đôi bò của mình đó, nếu mà mình định giá nó theo cái giá bây giờ mà giá bò đua thì nó khoảng bao nhiêu? Em đi bò một tháng. Cái đôi của em hiện tại nè, nếu mà đôi em hiện tại nếu mà cho định giá là nó giá trị nó khoảng nhiêu? Khó lắm, tại vì hơn trăm không? Dạ. Hơn trăm. Tầm trăm. Tầm trăm ha. Dạ. Bò em là tầm trăm triệu ha. Chung là 7. Đó, thử thời mày hỏi Na cái bò trên đâu nó chịu mua. Thằng tiếng Anh mà mua bò ở Long An á, mày dắt ngang đâu bò trên đâu là nó nghỉ rồi đó. Không chịu rồi đó, đi về đó. Nó nói cái điện xuống nào hoài nó mới chắc bò thì bữa đó ông bò đi cài tôi thấy con bò lớn thì sẽ mặn hơi chinh, bò nhỏ thì sẽ tịnh, bò đó hai con có thấy hậm chinh mà nói xanh đôi thì thôi bỏ luôn. Xanh đôi thì tao biết bò đó từ đẻ ra kêu mình 5 triệu bò lớn rồi bò đó đó. Hôm nay vào để tham quan sân thi đấu và làm việc với chùa thì thấy cái các tiến độ làm sân bãi nó ổn, có một số vấn đề đường đua và những cái gì mà chưa hoàn chỉnh đó chúng tôi đã liên hệ với sư cả và mấy anh em ở chùa để chỉnh sửa trong ngày nay. Có mặt trong buổi tập bò hôm nay cũng có một số anh em nhiếp ảnh ở xa lại đây. Ghé ra đây đặng chụp một số bức hình kỷ niệm buổi tập bò nha mọi người. Đợt tập luyện
gấp rút chạy nước rút để cho gần tới ngày 24 tổ chức là chùa Rô tổ chức cuộc thi chung kết của toàn thể người dân ở xung quanh yêu mến đua bò ở đây. Đây là những ngày mà người ta tập rất là đông. Bình thường thì mấy ngày trước đó thì mấy đường trước thì nó hơi giãn, nhưng ngày rất đông thì là sẽ có xuất hiện nhiều những đua bò giỏi và những hình ảnh ấn tượng hơn trong hôm nay. Là hôm nay được thời tiết là cũng khá đẹp, trời nắng. Đi mà chụp tập bò cũng không phải là đơn giản nha mọi người. Mọi người nhìn thấy đủ tư thế, đủ kiểu dáng chưa mọi người? Ta có quay gì đâu mà mày nghĩ sao mà đây anh Tâm anh đi lại xứ mình mà mày cho anh ăn phai mì này mày có nếp mà sao mày không nấu cơm lam mà mày cho cái này là chống đói á mọi người ơi. Ủa nó vậy hả? Phai mì muối mè đặc sản Củ Chi mà xưa bộ đội mà nằm hầm đánh giặc là đỉnh rồi chứ nói gì nữa đúng không mọi người? Quay vô không nói mình né ra. Tại có anh nhà báo Quỳnh Phương. Quỳnh Thị Phương idol Sóc Trăng nha mọi người. Về dưới đó mà hỏi anh Phương là không ai biết hết trơn. Anh không quảng cáo gạo nữa sao? Thôi đọc số điện thoại anh sói hoài mà. Mọi người có thể nhìn thấy là do đôi bò nó chưa có quen đường nên phải có người dẫn đi đằng trước vậy đó mọi người. Đó, dẫn đằng trước cho nó quen nó đi theo. Để thôi là nó lạc. Không quen đường là nó lạc. Phải dẫn nó đi vậy đó. Đó, mọi người thấy. Đôi bò để cho quen đường đua. Không phải là một cái chuyện đơn giản. Bữa nay mà thầy mới đòi bò tập mà theo chú đánh giá đó ha, cái đội nào mà chú thấy theo ý chú là ưng ý nhất, ok nhất? Thấy đánh giá thì chắc bọn cuộc thi có đòi mạnh nhất, đòi bự nhất đó phải không? Cái đòi bự, đòi nhỏ là ok nhất ha. Không đòi nhỏ quần chạy đi tào lao. Ông mạnh là mới đi tào lao. Năm nay thì các đôi bò hiện giờ là gần 20 đôi rồi và hầu hết là những đôi rất là mạnh của Tịnh Biên và Chi Tôn, thì còn khoảng vài đôi nữa thôi, thì hy vọng là các chủ bò ở khắp nơi Giang An nếu có mình dạng đến chùa đăng ký để thiệt cải cho vào những khách thi đấu. Anh nghĩ rồi.
quá yêu. Ngoài những cái giải đua bò truyền thống á, thì chúng tôi rất là vui mừng nhận được một cái nhà tài trợ danh tiếng của Việt Nam về giúp ảnh, đó là Lê Quang Minh Canon sẽ và Quy Khánh Long sẽ tổ chức ngoài cái giải đua bò thì cái giải photo marathon dành cho các nhiếp ảnh gia. Trong vòng một buổi sáng chúng ta sẽ có những ảnh chụp về đua bò và sẽ chấm ảnh tại sân luôn và phát giải tại sân luôn. Hy vọng là các bạn khắp nơi đến xem để tham gia giải giải này cho thật là vui, thật là đông, hoành tráng. Xin cảm ơn. Mọi người nhìn thấy đó, sau mỗi cái dòng tăng tốc thì những đôi bò có thể gặp những cái nguy hiểm như vậy nè mọi người. À, tình huống rất là nguy hiểm. Do đó những cái người mà khi tập bò như vậy là người ta rất là quý cái bò. Và trong những buổi tập bò thì người ta rất là sợ những cái trường hợp như vậy. Đây có một đôi bò chưa quen đường mọi người. Nó còn lạ người nè, không? Dưới quen chưa quen đường nó còn chạy tào lao nè. Mà mọi người thấy tài xế bò không? Dạ. Không có khỏe đâu, thấy không? Mặt mũi xanh lầy không á mọi người. Đó mọi người thấy tập bò đâu có dễ đâu. Nó đâu phải là nó quen được đường chạy liền đâu. Nó đi lạc đường hết trơn à. Rồi tè lấy hộp nữa. Vô. Quá im. Quá im, quá im. Giờ này thì trời cũng đã chuyển mưa rồi mọi người. Mặc dù là trên sân thì những cái đôi bò vẫn còn đang tiếp tục để mà luyện tập. Trong buổi tập bò hôm nay có nhiều đôi bò vẫn còn chưa quen đường và cần phải hướng dẫn cái đường đua cho nó. Các tài xế bò cũng rất là vất vả mọi người. Nhưng mà không thể vì thế mà thiếu những đôi bò mạnh nha mọi người. Những đôi bò mạnh vẫn có mặt trong cái buổi tập hôm nay. Nhưng mà lý do là chỉ là tập luyện thôi, nên là các đôi bò vẫn chưa tung hết sức của mình. Và điều đặc biệt là trong hội đua bò năm nay thì bên cạnh những giải thưởng dành cho các tài xế bò sẽ có giải thưởng dành cho các nhiếp ảnh gia tham gia chụp ảnh trong lễ hội đua bò năm nay nha mọi người. Những giải thưởng mang tính khích lệ và nó sẽ góp phần không nhỏ để cho hội đua bò càng thêm sôi động nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem clip tới thời điểm này. Xin gửi mọi người lời chúc sức khỏe, bình an và nhiều may mắn. Và mọi người nhớ đừng quên xem những video tiếp theo của mình. Mình sẽ giới thiệu cho mọi người về những buổi tập dượt bò trước thềm hội đua bò Chùa Rô nha mọi người.